Lấy V10 đừng lấy G4. Mua V10 hoặc G5 đừng mua G4. G4 bị đồ tử. G4 đồ tử mua về chết lúc nào không biết đâu. Máy gì? Mọi người ghế đợi Sen 2 ấy hả? Tại
cái máy hồi trước là bản 5 chấm, mà tự nhiên nó yêu cầu update lên cái 5.01 cái tự nhiên không xài được sim luôn. Thì lắp sim nó không nhận hay sao? Dạ đúng rồi. Nè, sửa tiệm điện thoại người ta cũng kêu là hạ xuống. Hạ là được ha, chắc không? Em không biết chắc hay không, nhưng mà người ta kiểm tra phần cứng rồi nó không có gì. Rồi ghế đợi chút. Tức là bây giờ 5.11 muốn về 5.02 cái gì? 5.01 á. Bản 5.01 nó bị sao mà xài không được. Còn bản 5 chấm hồi trước mặc định thì xài được. Có ba cái tên mã nó là gì? Yeah. ZE 500 hay 50, 550? 500. ZE 500 CL. Vào đây ngồi chút đi. ZE 500 CL đúng không? Cắm sim chưa đây? Chưa. Cắm sim mà xem nó phản ứng sao? Thank you.